5 loại vũ khí chủ lực quân đội Nga có thể sử dụng trong trường hợp tấn công Ukraine. Những loại vũ khí tối tân mà quân đội Nga sẽ sử dụng nếu kịch bản tấn công Ukraine xảy ra. Trong trường hợp tấn công quân sự vào Ukraine, quân đội Nga được cho là sẽ sử dụng nhiều loại vũ khí tối tân để áp đảo quân địch. Phân tích dưới đây tập trung vào tác chiến trên bộ, dù Nga có thể sử dụng máy bay chiến đấu hoặc trực thăng để tấn công từ trên không. Dưới đây là top 5 vũ khí hàng đầu mà Nga có thể sử dụng để tấn công Ukraine, theo trang Business Insider. 1. Xe tăng T-90. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 được cho là loại xe tăng tốt nhất và đã được quân đội Nga thử nghiệm chiến đấu rất nhiều lần. Dù có thể nhiều người đánh giá cao xe tăng T-72B3 phiên bản nâng cấp hơn, T-90 đã từng tham chiến ở Dagestan, Ukraine và Syria. Loại xe tăng này có nhiều biến thể và được nâng cấp liên tục trong những năm qua. Quân đội Nga hiện đang sở hữu khoảng 750-1.000 chiếc. Lớp giáp là điểm nổi bật nhất khi nhắc đến T-90. Giáp phản ứng nổ Contact-5 được chế tạo để chống lại các loại đạn xuyên phá của đối phương. Lớp giáp Relic hiện được trang bị trên một số chiếc xe tăng T-90, thậm chí còn có khả năng bảo vệ cao hơn. Hệ thống phòng thủ chủ động SOTOR-1 được sử dụng để gây nhiễu loạn cho tên lửa chống tăng của đối phương. SOTOR-1 có thể phát ra tín hiệu hồng ngoại gây nhiễu đầu vào. Nếu T-90 bị một xe tăng khác nhắm bắn, SOTOR-1 sẽ tự động phát cảnh báo và thả lựu đạn khói để giúp xe tăng ẩn nấp. Dù vậy, T-90 đã gặp khó khăn trong cuộc nội chiến tại Syria khi các tay súng đã tiêu diệt 5 chiếc T-90 bằng tên lửa chống tăng. Nhiều khả năng quân đội Ukraine sẽ phụ thuộc vào tên lửa Javelin để chống lại xe tăng T-90. Tuy nhiên, Javelin không đủ hiệu quả để đánh bại các loại thiết giáp của Nga. 2. Pháo tự hành Koantia. Quân đội Nga hiện đang sở hữu một loại pháo tự hành mới, có tên là Koantia FV. Chúng tương tự như M109A7 Paladin của Mỹ. Pháo tự hành có thể khai hỏa và di chuyển để liên tục thực hiện nhiệm vụ. Pháo tự hành Koantia 155mm được cho là có thể bắn 16 viên đạn mỗi phút với bộ nạp đạn tự động. 3. Xe bọc thép chở quân Rakusha. Một cuộc tấn công vào Ukraine có khả năng phải sử dụng lực lượng đổ bộ đường không để đổ bộ vào phía sau chiến tuyến của đối phương để gây ra sự bất ngờ. Nhưng làm thế nào để các lính dù Nga có thể di chuyển nhanh chóng khi đổ bộ sâu trong lòng địch? Giải pháp là xe bọc thép BTRMG Rakusha sẽ được thả xuống bằng dù. Mẫu xe tiêu chuẩn có thể chở 13 binh lính được trang bị súng máy điều khiển từ bên trong với cỡ nòng 7.62mm và súng phóng lựu 30mm. Tuy nhiên, nhiều phiên bản xe bọc thép mạnh mẽ hơn có thể sẽ được sử dụng nếu quân đội Nga chọn tấn công từ phía sau hoặc bên sườn địch. Có một phiên bản xe bọc thép chống tăng được trang bị tên lửa dẫn đường Konev. Ngoài ra còn có các mẫu được trang bị radar và một biến thể đóng vai trò chỉ huy và điều khiển. Một vấn đề chiến thuật thú vị là những người lính dù này có thể nhảy ra khỏi xe Rakusha và sử dụng hệ thống phòng không di động MANPAGV3. Xe thiết giáp BTRMG Rakusha sẽ cung cấp dữ liệu nhắm mục tiêu trực tiếp đến V3. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho các máy bay của Ukraine. 4. Hệ thống phóng tên lửa đa nòng Uragan. Uragan-1M là hệ thống tên lửa phóng đa nòng được gắn trên xe tải, có thể gây ra nhiều thiệt hại cho quân đội Ukraine nếu được triển khai. Uragan-1M có hai khoang với 12 ống phóng nhanh, với cỡ đạn 300mm, mỗi đầu đạn nặng 270kg. Uragan-1M có tầm hoạt động tối đa là 55 dặm. Quân đội Nga sở hữu nhiều loại đạn rocket với nhiều công dụng khác nhau, từ đạn nổ mạnh, đạn phân mảnh, đạn chống tăng, đạn chùm hoặc đầu đạn cháy. 5. Tên lửa Iskander. Nga luôn nổi tiếng về các hệ thống tên lửa đối đất và Iskander là một trong số đó. Đây là một hệ thống di động đường bộ có chức năng bắn tên lửa tầm ngắn. Quân đội Nga được cho là đang sở hữu 136 hệ thống Iskander. Đây là những con số mà phía quân đội Ukraine cần phải dè chừng. Mỗi xe tải sẽ được trang bị 2 tên lửa và chúng có thể được phóng sau 16 phút. Iskander cũng có một loạt các tùy chọn tên lửa để lựa chọn, từ tên lửa phân mảnh, tên lửa chùm cho đến các loại tên lửa phá bong ke. Các hệ thống phòng không của Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc phòng thủ trước Iskander. Nó có tốc độ siêu thanh với các tính năng né tránh.
tên lửa thậm chí có thể triển khai mồi nhử để đánh lừa các đơn vị phòng thủ của Ukraine. Áp dụng chiến thuật đơn giản. Có thể thấy quân đội Nga sở hữu nhiều loại vũ khí có thể sử dụng để tấn công trên bộ, chưa kể đến các loại máy bay chiến đấu trên không như trực thăng tấn công, tiêm kích, máy bay ném bom. Với một lượng vũ khí khủng, quân đội Nga sẽ không cần tới các kế hoạch phức tạp. Họ sẽ áp dụng những chiến thuật đơn giản, lấy khối lượng và số lượng vũ khí để áp đảo đối phương. Quân đội Nga có thể sẽ bắt đầu bằng một cuộc tấn công bằng pháo. Các đặc tính cơ động đường bộ và tự hành sẽ cho phép Nga trang bị hệ thống pháo binh dọc biên giới. Sau đó, các cuộc tấn công trên không có thể bắt đầu. Lính Nga có thể tiếp cận các sân bay Ukraine và chiếm những sân bay này, sau đó xe tăng và xe bọc thép chở binh lính sẽ tràn vào. Những phân tích kể trên chỉ là ở khía cạnh tác chiến thông thường. Ngoài ra, quân đội Nga có thể tấn công mạng và tác chiến điện tử gây nhiễu radar và hệ thống thông tin liên lạc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.